của anh bé hai đó. Đúng rồi, em nói là con mắt của chồng em là bị mù luôn rồi hả? Mù luôn rồi, mắt đúng con kia hả? Mù đuôi luôn, anh không có nói chuyện được đâu. Là em hồi đó là không có đuôi mắt, không có đuôi mắt cũng mới gan bắt bên đây thôi. Mà tại sao mà biết mà anh nói thôi anh sao mắt bị gì mà đuôi luôn rồi. Em thấy gì gì không? Cái mình giỡn á. Cái nói không thấy đuôi. Thấy cái nó trời còn con à đừng có đừng ảnh hưởng nghe. Đầu tiên em tính múc rồi, em sợ ảnh hưởng mắt bên đây nó chết luôn. Tấp ngang cái nó trời thôi để thì múc nữa tôi sợ bệnh viện lắm rồi. Anh không có dám nằm bệnh viện nữa. Là múc ra tóc ngang không chịu nhất, anh đâu khóc dữ lắm, anh nhất dữ lắm. Cái này là hồi đó là mình khi mà bị tai nạn là ảnh hưởng con mắt hay là mới bị đây anh bé hai? Mới bị đây á. Mới bị đây. Mà mình bị cái gì, bị có một con gì nó cắn không? Không biết, nó nằm trong bồn lúc nào trước này về. Nhớ không có biết. Nằm trong bồn mất trí nhớ, không có nhiều tỉnh, không có nhớ. Làm đôi chừng kiến cắn vô mắt anh đó là. Rồi sau này ấy con còn một. Vậy là mới ban đầu á thì mình bị tai nạn là mình không có mắt, mình vẫn bình thường. Còn bình thường. Rồi sau này một thời gian mới bị đây rồi phải không? Mới bị mấy năm nay. Rồi là bây giờ là mình còn thấy được cái phần mà mờ gì không? Thấy được con này à, con này đỏ này không ấy gì vậy. Nhưng mà con bên phải của mình đó là tức là bên đây đó là mà mình có thấy là được cái mờ mờ gì không? Không. Không thấy luôn hả? Thấy luôn, nó đuôi luôn thấy gì? Đuôi luôn rồi. Mà không biết là bị con gì cắn luôn hay gì? Không biết con gì cắn. Mấy cái nhớ chưa tỉnh. Lúc đó nằm trong bồn không biết. Đúng ra là con mắt này làm nên thảo không có đuôi. Làm tức của mình sao mà con mắt này bị đuôi? Tại vì đâu có ảnh hưởng chuyện mắt mà nó đuôi mắt. Mà em đội chừng ở nhà là con kiến cắn. Tại vì em đi mà dép em nó kiến cắn dữ lắm luôn, cắn hết trơn mình mấy luôn. Đội luôn, đã em đeo dép mà dép hôm đó là anh bệnh là dép mai có chỉ 2.000 trôi thôi. Mà anh tới mai ngày một mấy 20 cái dép. Bởi vì đâu có khả năng đâu, ở nhà bắt lo. Ông này ông mới về, ông Thành mình nó mới về, không biết gì. Ở đây là dân mặn ăn sao không có biết. Ông mà dùng xứ biển nó không quen rồi. Xứ nhà ông không biết, mà về xứ mình nó không biết. Cái lôi cũng thêm mai dép rồi nọ. Thằng này thì nó hối à. Bắt thằng anh nó đưa ngủ. Thì ông này cũng nhỏ xíu rồi, ông mới chơi nữa. Mà nói thằng này cũng cực chứ, nhỏ lắm. Giữ em kém à. Thêm ông này nữa. Nói nào ba con kỳ thì để thí đại đi về cho mẹ cốt làm. Chứ con cứ làm nữa, tại con nít làm dơ giấy dữ lắm. Để thí đại đi về mình làm. Nó nghe lại để thí đại đó, về mình tắm. Về bên ngang là anh đẩy cho ngoài anh tắm, em nấu cơm nước nhà cửa rồi xong. Đứa che chiên, đứa người làm một chuyện đó. Thì khi mà em đăng clip lên á thì bà con cộng đồng mạng, cô bác anh chị thì rất là thương anh bé hai. Bị bệnh như này bây giờ là bữa nay là phát hiện, bữa đó mình quay mà mình quên để ý nữa là con mắt bên kia mình bị mù, mình không thấy đường luôn, rồi nằm tai biến, nằm bị liệt phần nửa phần người nữa, rồi đủ thứ bệnh hết. Mà ảnh là xong nó bị mủ, em hết hồn dưới trơn trời. Anh mủ ở đâu? Trên đầu mắt nó chảy ra. Em không biết hả? Sao em sợ quá, em không phải chuyên nghiệp, em biết em biết cái gì đâu. Em nói trời ơi anh ơi, sao đó em vô nói này, sợ này em nghe ông cầu buồn ha, buồn tại vì thằng vậy rồi bị đưa mắt nữa thằng buồn được. Tức là anh thấy em không? Mình giỡn rồi anh buồn, anh qua tâm sự buồn anh đó. Rồi giỡn thẳng cho ổng phục hồi trí nhớ, ông lại cho mình nhớ không? Tóc ngang anh ấy thấy gì đâu, tôi đâu thấy gì không, em mới giỡn cho em nói nè thấy gì không. Cái đó thấy gì đâu, đưa cái đó đó không? Đưa cái đó thấy gì không? Mà đưa cái đó thấy không? Không, đuôi rồi đâu thấy, tưởng đâu đưa cái đó không thấy. Nhất là nồi nhất ở nhà mà ăn cá gô vô nhất một cái nhất đập đầu luôn, ăn ý mà hiện giờ ảnh ăn cá chặt vô đập đầu liền đó. Vậy đó hả? Giật tim phong liền. Rồi vậy là đừng có ăn mấy cái cá nó không cá được, gô ăn được, cá chặt ăn được luôn. Rồi cái gì bác nữa? Sĩ không cho ăn, bất cứ có gai là không được đó. Cá có gai là không ăn được hả? Nếu mà ăn rồi là em không về bán số được, nó nhất nó đâm đập một đầu không, nó kinh vô trong kinh nó sắc không đó. Anh không đập được với tay, anh kinh vậy nè, kinh đùng bụng mình, nó nhức quá, nhức lắm anh, nhức lắm. Trời ơi. Thì thôi mình để mình đừng ăn mấy cái món đó. Bây giờ đó không biết, cái vợ biết ăn rồi không à. Nhưng mà ăn thịt được không? Thịt. Ăn thịt được. Thịt gà đâu được không? Không, gà không được. Gà không được. Gà không được. Gà khi người ta cho, khi trong cái quán người ta đem cho ảnh ăn á. Dư đó. Đúng rồi, dư quá, người ta dư người ta cho đó. Nhưng mà ăn không được hay sao? Sắp tăng hết, không được. Ăn vô làm bị ảnh hưởng mất nhất. Vậy là ăn gà với ăn cá đâu được, nhưng mà ăn thịt được. Heo thì được. Heo kho, ảnh đạo heo kho đó, heo kho nó ăn mất cổ không có chết. Ăn cá sẽ chết, nhớ cá lóc dễ dẻ nó ăn đấy. Đút cơm là không ngậm miệng ăn luôn. Ăn thịt bò gì được không? Không. Không được, không ăn. Rồi vậy là nếu mà gì chắc ăn thịt heo không được. Để sao ăn bị lát? Ăn thịt heo.
Anh bị kiểu mà lâu nó bị lát á, ngứa ngứa á. Lát còn tiền á, mà anh chăm chỉ hết trơn rồi đó. Anh mà bệnh gì là em mua chạy mua thuốc đó đó. Sao mà không dám cho anh lỡ. Em sợ anh lỡ lắm. Bị gì rồi mới sợ rồi. Thì bữa nay em lại quay mình thấy anh bé hai cái vấn đề con mắt bên kia không thấy đường nữa mọi người ơi. Thì bữa hổm mình quay mình quên không có để ý cái vấn đề đó nữa. Khi lên làm clip lên thì người ta rất là đồng cảm và thương anh bé hai rồi thương chị luôn cũng, nhưng mà lại thương anh Kiên lại nhiều. Ông em nói anh... em nói này nè, khi em dặn của em đuổi em nói má mày đi đâu mà đi đi, em không có về nó dốc lắm thật à. Đi đâu mà đi đi à, mẹ mày ba mày chắc chắn ở đâu mà đi đâu mà đi cũng má mày về nhà tao không cho vô nhà tao đó thiệt, đứng mà nắng nó mưa mưa ướt nhẹp mày thấy tội em trong bộ khóc nghe mà tức khóc giận quá mà khùng quá tức rồi giận quá nóng à. Nên mày đi đâu mà đi đi về, má cứ vợ cho mày đó, mày đi đâu mà đi đi, ba mày đi đuổi nhà tao, đuổi anh Kiên ha, đuổi em đuổi thẳng luôn à. Em đuổi luôn, em nói chú bạch ba luôn mà quá giận, khi em giận quá giận á giống kêu về con cứ giận khác anh điên không nóng mà có nóng mà giận không được, giận lắm mà nói ông này không đi, ông không đi là không đi. Thôi. Ông đi là em bỏ ông đi lâu rồi đó. Mình bóp cái tánh đó lại đi. Tuy là chị cái miệng chị như vậy nhưng mà cái tâm chị tốt, nhưng mà mình bớt đi vậy. Khi mình thốt ra những cái lời đó, nhiều khi anh kia anh buồn á. Đúng rồi. Mà anh không nói rồi, anh buồn. Anh đứng ngoài sân hè của em á, anh ngồi ngoài đó đó, anh ngồi sáng luôn, em mở cửa em chặn anh ngồi. Trời ơi. Em hết hồn vía chừng. Không kêu, không dám kêu em. Sợ không dám kêu. Thôi cái gì cũng vậy, thì sống chung với nhau rồi nhưng mà mình buông bỏ đi, đừng bởi có vấn đề, đừng có chữ ổng nữa. Bởi vì sớm là nó gặp mày gặp tao nó không gửi. Mày nói là giết cho nó giận thôi, trong vòng mai mà không thương vợ chồng mà anh Thảo. Yeah. Nói thẳng là anh đi mình cũng buồn cái bà. Chứ gia đình thì đi thì làm sao trời, mình suy nghĩ nó cũng khùng luôn á. Mà tại quá giận mà nói mình nói mà nói lệ gan á. Ý là em nói chuyện không lệ gan thôi, thật sự là trong lòng em không thấy vậy. Mà sao ông không bình Kiên? Bình đó, bình lắm á. Bình nó cũng vậy thôi. Ông bình ông Kiên ông chửi là bà chửi gì nó chửi nó chửi là tôi có nói à, mà lớn bình nhỏ lớn bình nhỏ hả Kiên nói có phe có mày bình nhau à, tao cho Kiên rồi mà tao đi gì đó hết bình dù nó giàu cho tôi giàu nhỏ lớn lớn giàu lớn cho nhỏ nuôi dần lớn dần nhỏ nó rồi. Bỏ nhà đi công ty làm em bỏ lần em dặn bỏ đi lần đó em nói nghe đó vậy đó hả qua dặn bỏ đi một trận 4 tháng trời luôn đi luôn đi 4 tháng mới về hả 4 tháng ông đẹp rồi ở nhà anh Kiên sao đâu có dám bỏ đi anh Kiên cũng nuôi anh bé bỏ đi em này chết sao tại em đi rồi em đi lúc 12 giờ phía là lên xe từ bệnh viện tỉnh Phan Thiết đi tới chảnh luôn à. Em đi giữ Thanh Long làm luôn em bỏ hết trơn dặn con là nhà chảnh luôn em vô xô hết luôn đó là em đi luôn đó à, dặn quá dặn đó ha dặn quá em dặn làm tức lắm thôi nhưng mà cái gì cũng vậy xô hết luôn bớt lại đi chị ơi cái ông này em nói nè bà đi về thôi không cái nợ của bà bắt tôi gánh cái nợ của bà sẽ bắt tôi gánh mày đưa nuôi về cái đẩy xong đi tao không biết đẩy xong đi mà nó nói em đẩy đâu câu chuyện này lên mọi người cũng thích đồng cảm và thương sao, ba anh chị đẩy lắm em nói nè có nuôi nó mẹ nuôi mẹ không nuôi cứ đẩy đi đẩy xong đi đụng má chết mẹ tội không có tội cứ khi nào có nào giờ đẩy em xuống sông thiệt không nhát lắm em kể cho nghe nhát lắm anh Thảo ơi để kể em kể đoạn anh nghe bây giờ em bỏ đi rồi em hù nó nè ha mày em tức giận đấy mày đi một cái đi nha mà hằng nồi nó bị gì hết tao thương mà bắt hết trên cả gia đình mày luôn tại mày giết cái coi chồng tao đó thưa đó thưa dám đi sợ chết tao tù ôi trời nãy giờ đứng ổng à? Ổng ngoài sau mà mình trước mình nói nó xấu ổng nè con có thấy người gắn thôi nói gì chứ cả ba ở chung nhà cả ba đồng cảm nhau cũng vui vẻ đi đừng có bỏ ổng đi tại có hên em ảnh hơn ngay cắn hoài biết sao không tại thấy em bất thường em nói là không có được bình thường đó mẹ à, hồi đó mình bị cái gì đó mình bị xe tải đụng á và bị chết nước nữa bị chết nước hồi đó nhỏ xíu à em bị lội ngang sông này nè bằng cái thằng con em đó em chết tao cứu được đó tao tính chết luôn rồi mà chết luôn rồi mà em xong mày cho nên bây giờ mình hơi đấy ha mà cái nợ này không phải là cái nợ của em anh không thật sự luôn cái nợ phải nợ của em cái nợ của em nợ của chị em là sao anh không hiểu à là em nói anh nghe là cái anh hiểu ha hồi đó là anh hỏi cưới là cưới chị em phải là em à vậy đó ha bữa nay lòi ra câu chuyện này nữa em muốn nói dốc
anh nói chơi nó thiệt, nó nói luôn, nhưng mà nói thẳng luôn ha, nói thẳng luôn là mình không biết nói dấp. Cưới là cưới, con nhỏ không gian là chị của em mà con nhỏ kia đã nó có chồng, nó không phải có chồng, nó có bồ rồi, nó chơi em này xấu, nó không có chịu em này đó, nó ý là nó đẹp đó, chồng bè em là em xấu nhất, còn nó ngộ gái lắm, ngộ lắm đó, chồng cũng đẹp trai lắm, nó trốn theo đó, nó có chịu này gái ép, nó chịu rồi à, mà trước có đời chồng trước nữa, chồng trước là gấp đó mới có 17 tuổi là em có chồng trên Tây Ninh của chi á, là chị ha, ra là chồng em còn gái em cưới đàng hoàng đó, mà tại vì anh nói với nhà em nghèo quá à, nghèo lắm, nên anh ở với kia không có nhà, ba mẹ em đó có ra mà không có nhà, lúc nào cái nó nói kiểu nói phức tạp gia đình của em nặng quá, em không đồng ý em thôi về, về lúc ngang cái ba em nói thôi nội giỏi à, con ưng nó đi, nó không, ông suy nghĩ tôi ưng đó, nó thương ông giang của tôi đó, ông nó khùng cái gì. Mà nói ngay là ảnh với chị em chưa có gì hết, không có gì hết. Chị mới hôm cưới vậy thôi phải không? Mới à, mới mở miệng thôi, chứ chưa có lời tới. Chưa có lời mà giáp mặt ha. Đúng rồi, bởi mấy cái nợ là nợ của chị em mà sao mà em tránh. Đúng là tình chị duyên em, người ta nói là tình chị duyên em luôn. Ở sớm nay em được biết luôn á. Tình chị duyên em ha. Thì bởi vậy, bởi em nói chuyện này lạ, ghê thì. Tôi nói hồi đó sao không cưới cái giang này, cứ tôi kìa, đó tôi gánh nợ này. Lúc nào nói, tôi không biết, thôi đi chuyện này qua rồi bỏ đi em ơi, nhắc hoài. Thôi mình kể thôi. Hồi đó sao mình vậy đó, nãy giờ chị đó. Thấy người chị đẹp rồi. Cái gì? Thấy người chị đẹp rồi, giỏi dáng mình để ý tới rồi không thành. Vậy hả? Rồi sao không thành thì cưới bà em rồi bỏ đen thua xấu quắc luôn. Tại duyên nợ. Duyên nợ. Không mà đúng thì chị em á, anh Thảo không đúng không? Cái nó phải nợ của em đâu. Mà kệ đi. Và thành chồng của mình này nãy đi. Mà bà kia bây giờ cũng khổ với bà luôn. Nhưng mà dù gì thì cuối cùng thì chị cũng là người có sống có tình có nghĩa đó. Tại nếu mà gặp mà người khác là chị bỏ đi rồi. Chị đâu có quay về để lo cho anh bé hai đâu. Dạ đúng rồi. Các em đi mặn nữa mà em nói em bỏ nhà đi thời gian 4 tháng em gửi tiền cho chồng em mà vàng. Gửi chứ. Em gửi anh này có làm được cái tiền gì đâu mà lo trong này tả sùng. Em gửi về đóng tiền điện nè, tiền nước nè, tiền này tiền nọ là anh không làm cái tiền luôn, anh không có biết gì chứ. Kiểu mà mới lớn quá rồi. Anh nói nè, ái bấy mầm hù mà ông này chết em thương anh mà anh không có dám đi. Nó nói với mình đi, khi mình bỏ nhà mình đi lúc mà mình dẫn ấy ha, nhưng mà mình dẫn điện về và gửi tiền chứ. Gửi tiền về. Như em gửi là một để dẫn lo cho anh bé hai luôn ha. Mượn ứng lương trước là gửi lần 2 triệu. Tôi nói thôi tôi là bằng 4 triệu một tháng mà tôi gửi cho ông với ông màu đó là tháng 2 triệu xài vừa thôi. Rồi tôi trả tiền trọ cho ăn uống nữa, gửi cho hết tôi không có tiền trả trọ. Em muốn điện nói ảnh vậy. Anh nói thôi về đi em ơi, về đi anh có nhớ em rồi. Tôi nói phải bằng tháng nó về. Mà cứ điện hoài em chịu nổi, ông này em khóc. Hôm nay về bà ông về cắn lưỡi tôi chết á, bà về không? Khóc luôn anh bé hai. Khóc. Quá nhớ rồi. Nhớ chị ha. Nhớ không ai chăm sóc bằng vợ con mình đâu. Ý là nói á, thà là có bà ở đây mà ông kia cũng tắm cho tôi. Mà tôi cũng đỡ buồn mà có bà giờ mà bà cũng đỡ nhớ. Đó, ý là anh không cho đi bằng xa. Anh nói thôi để đây đi đang nghỉ dữ lắm. Hai người ông đang nghỉ sao có về. Anh này thấy tội nghiệp này bà về. Chứ mà đi luôn thì tội nghiệp quá. Theo em nghĩ chắc ba anh chị cũng có cái duyên gì từ kiếp trước á. Cho nên mà sống quay quần chung với nhau như thế này nè. Dạ, ngày hôm nay. Không biết luôn tại em. Nhưng người ta nói là trời ơi tiền ngộ ha. Tại vì sao mà quyết liệt hay thiệt. Quyết liệt. Mà hai người ở trong ngày hay thì không lộn. Thì ta hỏi mình không đánh lộn á. Không gây lộn mà. Không gây lộn mà không cái người này giỡn người này. Anh không biết đâu khi dặn em đó ngủ chung với em. Kiên á không ngủ đâu. Nghĩ sao chuyện xem này ngủ. Rồi chạy ông xe lên xe ông này ngủ rồi ông này ngủ đâu? Ông này ơi ông này xỉn cái buồn rồi nhậu mà nhậu đã uống ngay xỉn rồi kêu nó xếp ra tôi ngủ rồi tôi ngủ với nó. Tôi đẩy hai thằng luôn. Sáng hôm chụp hình á em nói hai thằng à được rồi. Đẩy hai thằng luôn á. Đẩy hai thằng đi bán luôn. Đẩy thằng đi bán luôn. Ôi tao khùng. Không khùng đâu. Là cái ông này ông nghiêng qua. Ông nghiêng qua chị nè. Lúc này cái ông kiêng phóng ngủ tới sáng luôn. Là lúc đó là giận chị đó ha. Giận. Sao giận không? Tại vì tức. Giận quá không có. Nói ngày nào không quýnh em. Hồi đó giờ luôn không quýnh bằng tay nữa. Anh Kiên ha. Không quýnh nào giận quá bỏ đi. Thấy anh Kiên nó hiền. Ba em mày gấp nó về đây nè. Ba em hỏi gì đó. Không có chơi, không có bộ cầm. Không nói gì hết. Nói gì vậy? Biết gì nói. Không biết gì nói chứ. Mà tại sao em thảnh giảnh không biết. Không có chồng gái luôn á. Anh Kiên hả?
Dạ. Thấy anh chị em hiền quá. Không có chọc cái luôn. Hồi đó là quen là em cắt nhỏ bạn em kìa. Không phải là em mới lớn tuổi rồi. Ở với ảnh thì mấy trung thủy không bỏ ra chừng sao. Mang chỗ rồi ai đuôi tỷ vậy đó. Nghe cái nó hồi nơi em nhỏ nó trẻ khô rồi em chờ. Chị là mai cho cưng, tại nhỏ tuổi của em mà, em kêu cưng mà. Kêu thật sự là cưng, nó kêu mà chị. Ờ thì phơi khô chung rồi nhà. Lúc ở bên Kiên Giang á. Đúng rồi. Mấy hồi cưng cưng kiểu nó đi cho nó trẻ kìa đẹp nó chị xấu quá chị lùn nữa. Bạn em thật thiệt mới thiệt. Thì cưng ở chị xong là chị bỏ cưng à. Lúc ngang cái nó trời là chị bỏ là hay giờ em thương chị xỉn vụ nói vậy đó. Mà không có biết trả lời chọc cái luôn. Nói vậy em thương ơi, luôn. Nhà em ở đâu mà uống ly nước anh hơi khó. Ta quen bạn gửi rồi thấy mua đi nước tặng với em mua nước tặng anh cái tỷ thôi mà anh không khó gì chứ cũng nhạo ơn được hay khờ quá khờ hiền quá hiền thôi nãy giờ nói xấu ông Kiên hoài bây giờ để qua nói chuyện với ông Kiên đi quay mặt nói chuyện ảnh bạn đây quay dắt vậy mất tin đâu sợ thì hôm nay là mình nói chuyện với anh Kiên chút xíu không, mọi người thì khi mà bà con á thấy anh Kiên lúc mà tắm rửa vệ sinh cho anh bé hai đó mọi người á rất là cảm phục và nể phục anh Kiên luôn có cái lòng tốt như vậy đó thì mình có thể cho bà con biết là mình tại sao mình lại có cái suy nghĩ như vậy khi mà mình ở chung nhà đó anh em cũng cứ nghĩ mình sống tự nhiên không em cũng nghĩ vấn đề nào khác mình sống tự nhiên ha mình ở trong nhà nhưng mà ba cả ba vậy nhưng mà vẫn vui vẻ bình thường không có gì hết không có gì hết không lớn rồi nghe thì vẫn lo cho anh bé hai lúc mà khi mà chị mới nói là chị bỏ đi mấy tháng trời nhưng mà mình ở nhà mình vẫn lo và mình tắm rửa vệ sinh cho anh bé hai ăn uống bình thường dạ đúng rồi dạ rồi có đôi lúc dẫn ông đi đâu không đi chơi gì không không hả không có đi đâu biết đi đâu thì dễ để đâu vậy tự nhiên cái anh nói vậy nè anh nói tự nhiên á bắt tôi ở đây nè rồi cột tôi hơn như xích nữa tôi đâu có được cái hồi đó là lý do sao mà mình quen chị Tiền vậy dạ hồi đó là em đi hàng đồng hàng đồng hả hàng đồng hàng đồng là hàng cái gì đó mình thổi vô đá bằng thổi vô đá hả hàng đồng vô đá hả dạ rồi sao mình gặp chị Tiền thì trong hãng đá đó rồi em phơi khô gặp bảo phơi khô tôi gặp anh làm ở trong hàng đồng ở trong hãng đá hả dạ rồi còn chị Tiền thì ở ngoài phơi khô thì cũng gặp bên á sang bên á rồi ra chọc kẹo hay sao gặp rồi thấy cười cười cái nói chuyện hỏi vậy thôi lâu ngày cái để ý mới thương bà thì chị Tiền nói là chị Tiền làm ai cho anh đó mà anh không chịu cũng người đó cũng còn trẻ cũng đẹp gái không cũng đẹp nhưng mà làm ai cho anh mà anh không chịu à người dân tộc mà đẹp gái đó. Người dân tộc hoa trắng cũng đẹp hay là tại vì mình không thích người dân tộc hay cũng, sao trắng miền Nam với anh em cũng không biết nữa nè cái đó chắc có duyên nợ rồi ha dạ. Mình là mai nhưng mình không chịu ha lại chịu chị Tiền ha em cáp cho lắm luôn đó tại vì em thích ở với mà nói anh nhỏ con có làm như mình em bát em đá kêu bên kia mà anh bát qua anh kia hoài ha bát em bát cho lắm mình bát bát ngày có đêm luôn đó bát qua anh kia nhậu hoài nhậu phong hồng em phong nhậu nói chuyện chơi kiểu mà nói chuyện mà lấy ra gai vậy đó kiểu mượn rượu mà nó nói chuyện đó mà nó nói chuyện rất ngăn cáp qua nhớ bạn em cũng muốn rượu với ảnh nữa cáp ảnh không chịu em cáp em đóng cửa phòng mà tên em phá cửa phòng luôn bởi ta nói là cái bà làm mai mà không được bởi dính bà mai đó ta nói là gì đó tại vì anh nói vậy anh Thảo nói thôi đi mấy người lớn tuổi thì em lớn tuổi em già thiệt mà đầu óc nó biết tính toán bằng ăn không có chơi bời còn những mấy đứa mới lớn lên nó không có là chỉnh chạc rồi nó muốn bỏ mình nó bỏ ý anh nghĩ như vậy anh mới đến với mình với anh nghĩ lắm đó anh nói vậy nhiều lắm anh nói nghĩa là mấy người lớn tuổi với em đúng không em lớn tuổi anh thiệt mà em già thiệt mà anh chịu những người trẻ anh không chịu hết sao những người trẻ đu đòi á như ảnh nghèo anh biết là phần ảnh nghèo rồi sợ người đó họ ra đường đúng không họ gặp chàng trai đẹp trai giàu khác họ sẽ bỏ ảnh họ bỏ ảnh họ cho người khác anh suy nghĩ như vậy đó anh chịu tức là mình suy nghĩ gì đó anh Kiên
Ờ, mà nhà mình có anh em gì không anh Kiên? Dạ có, với quê có còn người anh. Rồi quê mình là ở đâu? Dạ ở Kiên Giang. Ở Kiên Giang luôn hả? Dạ. Ờ, về đây mình ở với chị Tiền ở đây là mấy năm rồi ha? Dạ, cũng 7-8 năm rồi. À. Mình có mấy anh em, trai gái? Dạ được một trai một gái. À. Em của anh hay là anh của anh? Người anh với người em gái. À, có chồng có vợ hết rồi ha? Dạ. Chỉ cái câu chuyện này khi mà anh về đó, bà con cũng rất là cảm phục tấm lòng tốt của anh Kiên. Tuy mình ở chung nhà và mình cũng là một người chồng sao, nhưng mà mình không có ngại, không có buồn phiền gì chứ. Ngày nào cũng tắm rửa vệ sinh cho anh bé hai. Mình có cảm thấy là hồi đó giống như là cái hồi kiếp trước mình mắc nợ không? Không, em muốn nghĩ. Không có suy nghĩ gì ha? Không nghĩ gì á. Chỉ biết là thấy anh Kiên, ê, thấy anh bé hai bị nạn vậy. Rồi mồ côi, không cha không mẹ, cho nên mình xuất phát cái tâm mình ra, mình phát cái tâm mình ra, mình giúp và mình lo cho anh tới cái ngày mà anh ra đi luôn mới thì thôi ha. Dạ. Thì hôm nay em đến đây cũng có một số tiền của Mạnh Thường Quân. Em để đến đây để em giúp cho gia đình. Thì bây giờ trước mắt thì sẽ gửi tiền đó, rồi cũng gợi ý gia đình là bây giờ là anh Kiên mình kiếm cái nghề gì, mình còn cái nghề gì mình biết không, đó giờ mình biết cái nghề gì mình làm không? Dạ nghề hồ. À, lên thợ chưa? Dạ lên thợ lâu. Lên thợ rồi hả? Lên thợ mà. Ờ. Lên thợ mà sao mà không lãnh, lãnh đi làm? Làm thợ hả? Không phải là lên thợ chứ là đây thôi chứ không phải lãnh nhà được, anh không phải lãnh nhà đâu. Thì mình làm thợ mình một tháng, nếu mà cái người thợ mà bây giờ là khoảng chừng cỡ 400 không? Dạ không, có 300 mà. 300 ha. Trình phố á, trình phố mà đi xa thì anh không chịu đi, hiện người ta kêu trình phố một tháng 400 ngàn luôn. Giờ, à, một ngày 400 ngàn lộn. Bây giờ mà, họ mặn á, mấy cái công trình nó nhỏ có mấy ngày thôi, rồi họ mặn trong gia đình thôi mà. Thành ra họ không mướn mình. Dạ, đi xứ xa thì anh sợ em bầu em nè, không biết sao. Không khổ ổn định. Đấy hoài hà. Rồi anh thôi đi bây giờ, anh nhảy với em. Thiếu nợ từ từ trả chứ đi tôi sợ ảnh hưởng với nhỏ. Không dám đi, hẳn là ảnh không dám đi luôn đó. Chứ hiện giờ có người kêu ổng đi đó. Ông tôi gọi ổng kêu đi chảnh mặn thắng là một ngày 450 ngàn cho ổng đó. Ở thành phố thì nó dễ làm hơn. Nhưng mà ở đây quê này thì ít ha. Tại vì giống như là người ta có mối mang của người ta hết trơn ha. Đúng rồi, người ta có tay em hết trơn rồi, không muốn mình đâu. Mình không quen thôi, đó giờ mình đi làm hồ mình không quen thầu hay là mình không quen mấy cái người bạn đồ đó mình giới thiệu mình đi. Cũng có quen anh nhưng mà nhiều khi mình làm ông thầu nào tốt với mình á mình làm với ông đó lâu dài. Ông nào mà nó xử tệ mình quá mình nghĩ ha. Kiểu trọt hoài mà không được. Cái mặn này nói kia nói vậy. Nhưng mà làm thợ gì cũng được rồi, chứ làm cú ly cũng cực lắm à. Làm thợ thì nó khỏe hơn. Mới về đây đi phụ thì một ngày được chỉ 100 thôi, 100 ngàn thôi. À. Cấp là anh ở với em á, anh không biết mặt cái gì hết trơn luôn. Anh cầm tấm số bán ôm số nó nhà này bán được em à. Ôm số hoài không bán nhà luôn quá. Em phụ cái mò cái tự nhiên cái em lên em làm luôn được anh em. À, cũng có cái tay kiểu làm là ăn cắp nghề lén đó. Là cắp nghề lén thì làm hồi cu ly mới đầu từ từ lên làm thợ. Rồi từ cái anh đi xịt nó trời ông biết xịt không nghe. Ông đi xịt cây thì ba ông trình báo ông bắt tôi nghe. Ông qua nói khủng quá thì mày ăn, sẽ cá không bây giờ hiện tại bây giờ như anh Kiên đi, tại vì ở trong nhà này giống như là anh Kiên như trụ cột đi. Thì mình làm mình ước nguyện hoặc là mình muốn được làm cái gì bây giờ, thí dụ như mình đi bán xe bánh mì đồ được không? Không, em chỉ làm hồ với đi xịt. Nhưng mà mình bây giờ nếu mà làm hồ thì thí dụ như ai kêu thì mình làm không, mình đi, lãnh mình đi hỏi. Mình đi hỏi ha. Mình hỏi bữa nay mà không được, chưa hỏi được thôi. Anh hỏi mấy giờ giống như là mình kiếm thêm nghề tay trái nữa. Làm thêm cái này làm thêm kia, ví dụ như bên hồ không có thì mình làm cái nghề khác hoặc mình buôn anh bán khác. Anh hiện giờ anh đang ham bên ngành cửa sắt á mà không học được, không có tiền. Cửa sắt hả? Anh ham học gáp cửa sắt á. Cho ta đó nhà tiền chế anh ham giống được. Ham người đó đó. Mà anh nói với em hoài phải mà hai chồng có tiền á đi học nghề đó cái mình ra tiệm mình mặn ha. Và em hỏi bằng số anh mặn nuôi em nhưng mà thích nghề đó không? Thích lắm á trời ơi. Anh Kiên nè. Là
hết ảnh nó kêu mà em nói á, em ơi phải mà hai chồng có vốn, không phải bà độ ăn ủi cũng được, chúng 50 triệu của em nên anh học cứng nghề lớp ngang anh ra tiệm anh cái nhà này phải không, anh để thi đại gì lớp ngang cái mình cắt nhà sao nhỏ cho ông nội với mình ở, mình chứa sắt này nọ đó để mình ai kêu mình làm thì thằng chế mình làm cái ghẻ vậy đó, mình lấy mối á. Mà làm mình nói hay quá, không có vốn tính đâu không. Tôi nói hay quá, nó hay quá tính đâu không. Giờ này cũng gần 4 giờ hả? Để em cũng tranh thủ em gửi tiền của Mạnh Thường Quân ha. Ở đây mình thờ mẹ Quan Thế Âm với ông Nguyễn Trung Trực. Còn ở trên đó là người mẹ hay sao? Đâu, đó là bà nội. Bà nội hả? Bà nội đó nuôi ảnh đó, em thỉnh thờ. Đúng rồi, nuôi em nhỏ lắm. Lại đây thấy chị cái hình mẹ Quan Thế Âm này là hình như là mới quá vậy. Mới thỉnh ha. Em mới lao. Còn cái ông Nguyễn đó thì đó em kể nghe đó, đợi đó đó. Mà không sao, hình nó không bể gì chứ, còn ông linh thiệt, linh lắm. Thì nếu mà mình tin tưởng về tâm linh là mình sẽ cảm nhận được. Em gái nếu mà ổng độ cho em có giấy thì an tâm, em mới học máu thì em giấy nói ông mà độ con đi nhưng mà con trả nợ cho mùng hết với ông tôi quậy hết, con sẽ xuống tóc xong xuôi không, con xuống dưới con cúng con gà rồi con đẩy con có thỉnh về để dưới luôn đó. Ai lấy thì lấy. Rồi cúng mâm với cây cho ổng luôn, tới dưới cúng là hai chồng ông đi chạy xe máy này đây nè. Cúng trả lại xong giờ em cạo đầu con thương 3 ngày. Trời ơi gì đâu không, em giấy em chả đầu. Không có nổi, em chả không có mình nổi. Mình giấy hồi nào em giấy cả khoảng từ tháng giêng tới giờ đó mà em chả không nổi thiệt luôn á. Xong mà hết chuyện này thấy tên kia hoài em không biết đường luôn á. Dòng này ổng mặn cái vài bữa cái tóc ngang cái tới đó hết rồi. Mình còn thiếu cái chú gì đó nhiêu? Cái chú Hùng đó là 12 triệu mấy trăm ngàn. Còn tôi quậy thì em tính tiền mà tôi quậy em ghi từ đoạn nha. Quậy này là 1 triệu 7, 1 triệu 4. 1 triệu 7, 1 triệu 4 với 4 triệu. Không, em thiếu không có nhiều thiệt. Em nói thiệt. Với thằng chồng có 2 triệu và giấy nợ là chặt ngoài có vài triệu thôi. Mà em trả không nổi, có nhiều đó đó. Mà em mấy cái nợ em ở ngoài này em còn thiết. Lâu chưa mình thiếu nợ đó em lâu em trả chưa? Từ từ thì được. Ông Hùng ở ngoài ấy á. Mình thiếu tổng cộng hết là lâu chưa? Thiếu hình ngoái năm gì chưa? Thiếu hơn 2 năm rồi. Gần 2 năm hả? Dạ. Mà ổng mang em là 4 triệu tuần lãi. Mà em xin lãi không cho, ổng tính luôn. Mà em góp anh ơi, em góp hết nổi rồi. Thì bữa nay lại thấy nhà chị thờ mẹ Quan Thế Âm. Thì chắc chị cũng có duyên đó gặp em. Thì em thì em rất là tin và rất là tin mẹ Quan Thế Âm luôn. Bỏ linh lắm. Em tỉnh nó về cũng đỡ lắm. Dạ. Nè, anh tính đi em góp 20 triệu, em góp con chặng này năm. Mình góp không nổi luôn nè, em góp thì em đưng hết trơn lại luôn nè. Người 50, người 100 gì lắm hết trơn. Em thiếu nợ lắm, nãy ngày là em trả nhiều lắm rồi. Dạ. Em trả nhiều lắm mà em góp nè, thấy không? Mới hỏi nè, mới hỏi góp mấy ngày nữa nè. Hỏi đóng tiền điện á, người ta vô cắt điện á. Hỏi nhiều không có được, còn hỏi với anh 1 triệu, anh đòn 1 triệu, anh kia 1 triệu, còn thằng này 1 triệu vậy đó. Chứ em hỏi 2 triệu tao không có đưa đâu. Rồi có ông Phùng đâu đưa, không phải là đưa mà tại âm số. Em âm với số quá. Ôm mà tóc ngang cái em trả nè. Em bán không dám nghỉ một ngày nữa. Giờ xin chào tất cả mọi người, xin chào cả nhà. Thì hôm nay thì Thảo có quay trở lại gia đình. Thì được qua cái clip đó thì được tất cả mọi người thì rất là đồng tình và rất đồng cảm và thương anh bé hai, thương chị Tiền và thương cả anh Kiên, mà thương anh Kiên rất là nhiều. Thì anh Kiên tuy là mình là con trai không có vợ nhưng mà vẫn chấp nhận sống chung với chị Tiền và anh bé hai, và anh bé hai bị tai nạn nữa. Thì hàng ngày thì rất là vui vẻ cả ba thì chăm sóc cũng như là tắm rửa vệ sinh, nhưng mà anh Kiên không có buồn, cũng không có một cái chút gì mà gọi là buồn phiền gì cả. Hôm nay có tiền của Mạnh Thường Quân đó thì Thảo sẽ gửi dùm cho Trần Trung, gửi cho 4 triệu, chị Lan gửi cho 1 triệu, một tài khoản ẩn danh gửi cho 300, chị Thúy gửi cho 1 triệu, chị Nga ở Long An gửi cho 1 triệu, chị Mỹ Hiệp ở Cali gửi cho 3 triệu và chị Kim gửi cho 7 triệu. Thì cái số tiền này là đợt 1, còn đợt 2 thì tại vì Thảo chưa có nhận. Thì còn một số nữa. Thì tổng cộng Thảo có tính hết luôn là 17 triệu 300. Thì bây giờ là Thảo sẽ gửi cho gia đình. Thì bây giờ là chị nhận giùm em hay là anh Kiên? Chị nhận nha. 1 2 3
300. Còn là 200. Dạ đây 17 triệu 300. Dạ, rồi mình nói có thể nói em, về cầu gì? Con cảm ơn mấy chú mấy cô giúp đỡ gia đình con rất là khổ số nợ, nhờ số tiền con không có tiền trả nợ. Con cảm ơn mấy cô nhiều lắm. Cảm ơn mấy cậu mấy cô đã giúp đỡ có tiền trả số nợ người ta. Cảm ơn mấy cô nhiều. Thì khi hôm nay thì lại rất là bất ngờ và chị Tiền khi nghe được cái số tiền này chị Tiền cảm động và khóc luôn cả nhà. Dạ, hôm nay mình được gặp An thì cũng như là được mọi người hỗ trợ số tiền dạ. Để mình trả nợ đó, mình cảm nhận mình như thế nào chị? Dạ em rất là vui, hôm nay hết ngủ luôn. Tại vì em có số tiền trả cho Hùng mà. Tại em muốn nghỉ với bán đi, mà nghỉ ngày em được. Tại người ta vô tôi chẳng biết nghe không. Em thấy buồn á. Rồi cái số tiền mạnh quân thì em rất mạnh ơn cho các cô mấy chú. Chúc mừng với chú là mình ăn với tài với đạt, chứ giờ dài sức khỏe. Thì mình tại vì cái máy quay nó hơi xa chứ mình vừa mới thấy là anh bé hai cũng rớt nước mắt luôn á mọi người. Thì còn anh Kim? Con cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình, vợ chồng con. Xin cảm ơn rất nhiều. Thì để mình quay gần lại thấy anh bé hai anh cũng mới rớt nước mắt luôn rồi cả nhà. Còn cảm nhận mình sao hôm nay mình được cái số tiền của Mạnh Thường Quân để giúp cho vợ mình để đi trả nợ, từ đó giờ thiếu nợ nhiều đó anh bé hai. Thiếu nợ nhiều tao cho nghỉ tức bắt mình quấn hoài giờ con cục nghiêm không có nghỉ được ha, không có nghỉ ngơi được, không được nghỉ mình. Tại vì mình thiếu nợ, tao ta ép mình á, số với 92 bán cái lời được kêu chứ 100 tờ anh lời chỉ có 80 ngàn à. 100 tờ tao lời 100 ngàn, mình lời 80 ngàn à. Mà mình nói tao đến đầu đến cổ mình không mà kiếm tiền trả nợ, tao em nghĩ lấy chỗ khác không bán gì. Tại vì mình lấy là mình không có đưa tiền trước cho nên không có tiền trước. Cho nên mình chỉ có 80 ngàn thôi ha. Có 80 ngàn à, không lời 90 nữa. Yeah. Mà mình sang cho người khác mình lỗ á. Mình yeah. Sang được mình nói quá mình sang 85. Đúng rồi. Ấy đó là không à. Anh không sang thì anh để ôm. Em để ôm tốt ngang thì khổ nữa, thôi là sang đi thì từ từ trả. Yeah. Mà cái bữa mà em đau bụng á, cái em trả số cho ổng là em đổ 200 ngàn vậy đó. Cũng chơi hơi không. Yeah. Bởi em buồn, em muốn nghỉ bán. Em lấy vô khác, tao nói lấy vô khác đi. Mà thứ tiền mình nghĩ không được, nghĩ thì không lấy giật số mình, không nghĩ được. Rồi không có dám nghỉ. Dạ. Trả tiền. Bởi em buồn lắm, khi em ngủ em khóc hoài, em khóc thầm lắm đấy. Bà đội con có tiền nên trả nợ đi, con nghỉ bán chuẩn rồi. Con mép luôn quá à. Buồn lắm. Em trả nợ không còn, em xuống với lại, em trả lời. Hồi đó đó, như hồi nãy chị mới chia sẻ đó, là hồi đó là mình lúc mà tháng Giêng đó là mình giái bà mẹ Quan Thế Âm hay giái cái gì? Giái ông Nguyễn với mẹ ông Âm luôn, à. Giái cả ba à. Nhưng mà đậu, thật sự đậu em đi có tiền trả nợ đi rồi là em trả nợ xong rồi em cạo đầu liền luôn à. Em nói buồn chứ lắm, em ngủ không được á. Thiếu tiền em ngủ không phải được. Là mình giái hồi tháng Giêng nè ha. Dạ tháng Giêng, mới tháng Giêng Tết đi rồi mà thi bán cũng được, về quá căng, công an nó căng lắm, đẩy không có được. Tại mỗi lần thẳng là bán 200 tờ, bây giờ bán chưa là 50 tờ bán không trôi vậy đó. Tại đẩy trong kẹt không mà đâu có bán được cho ai đâu. Lúi ngoài bị bắt phạt, không dám lúi ngoài. Khổ. Nhưng ngày hôm nay thì chị có ngờ là chị được gặp được em không? Dạ không, tại như là em nói các bà độ là ông Nguyễn độ cho anh biết mặt em đi. Biết hoàn cảnh với gia đình ha. Giúp hoàn cảnh để trả, hồi đó giờ chồng em nằm 8 năm chứ chưa có ai cho hết á. Hồi đó giờ ha. 8 năm không có đồng bạc nào hết trơn á. Là chưa có ai vô tới đây hết, có một mình hên anh đầu tiên trong đời thôi đó. Bởi nó nội thì sao mình mà cứ tin tưởng trời Phật và mình giái ơn trên thì sẽ có người đến giúp cho chị. Không, em đem số tiền em trả trong Hùng rồi là bây ngang là các bữa năm xuống em chụp em cúng. Tại em có giái mà là giái xong em cạo đầu. Thôi mà đâu. Giái mà phải cạo mới được anh. Không cạo không được mà đâu. Lỡ giái rồi ha. Dạ, phải cạo. Lỡ giái rồi. Thì em cạo đầu đó. Thì em giái em trả xong rồi ông độ con trả xong đi. Mà nếu mà số tiền nào con cấp em chưa biết anh nha, là nếu mà có ai sẽ chuyển trúng được 15 triệu cũng được nó tỷ. Trả chổng đi cho phức đi rồi là cô xuống tóc tương 3 ngày. Có là giái em giái em nhớ, giái em quên. Thì như hôm nay cũng thành cái hiện thực rồi ha. Dạ. Cho nên mình cũng có phần tiền đó thì mình trả được một phần nào rồi đó ha. Dạ. Thì cố gắng đi ha chị. Dạ em cũng cảm ơn anh Thảo rất nhiều, có anh mà em mới có được hôm nay với Mạnh Thường Quân. Dạ. Mấy cô
mấy chú, chúc mấy anh, mấy chị được dồi dào sức khỏe và mang ăn phát tài phát lộc lại đi nha. Anh bé hai anh em mình vui không? Vui. Vui nhiều không? Thì được bà con giúp đỡ. Vợ cha nợ khỏe rồi mình ở nhà cũng ở nhà. Nhân bệnh nó đòi ở nhà rồi anh em ở nhà không được. Anh nghĩ em mới nghe là nghĩ là anh nghĩ là bữa đó là tí em bán 100 tờ là em phải lỗ 100 ngàn, ông nó sang khác lỗ rồi mày chịu, tao sang mày lỗ mày chịu. Ông cứ nói ngang như hoài đó mình không có được, mình thiếu tiền ông mà mình nói giờ ông kêu lời. Không dám nói chỉ biết khóc thôi, biết khóc thôi. Ông nói thiếu tiền thì lo góp đi, nói nhiều quá à. Ai cho mày số tiền hỏi mà thật sự số tiền nó không có cho ông hỏi. Số tiền là mâm số mà. Em mâm không đấy. Là em hỏi ông khả năng làm sao ông cho được 50 triệu không dám cho giá đó. Mà tại giống gà giống nó cho mình góp hoài vậy đó. Mình nói mình thiếu tiền ta, nhưng mà nói ta đòi cái một mình không có tiền trả. Vừa rồi em kêu bán thứ đất bên đây nè. Bán thứ đất Bình Hồng đó mà bán 10 triệu ta không mua đó. Bán cái phần đất này hả? Đúng rồi, phần đất bên đây nè. Mà người ta không chịu mua, tao nói dụ giấy nữa làm khó khăn đó mà người ta không mua. Tại vì bỗng vô xiết em á, em hết đồng binh này em cũng khùng rồi. Bán có nhiều đây vậy đó hả? Dạ, 10 triệu mà tao không mua. Trời ơi, bán đây rồi ai mua bán... Bán mua nguyên cái nền chứ. Bán hết nhà, nền của chỗ ở. Trời ơi, thôi dạ, tao dạ. Cũng đâu có gì đâu. Mình cố gắng mình làm đi, chị làm rồi anh Kiên làm. Lo cho anh không, bé hai. Tiên nói vậy nè, chồng em á, ông nội nó nói thôi em ơi. Rồi em khổ quá, thôi em hy sinh cái nhà đi, trời ơi, cái nhà của nhà nước người ta cho mình có quyền ra bán. Nó bán đi rồi trả cho người ta hết đi, mình ở cái chòi cũng được, nó thấy tao chữ là tao đau lòng quá. Chứ sao bây giờ, ảnh thương lắm, hẳn là ảnh thương nhiều lắm. Thôi bây giờ cũng đỡ được phần nào rồi. Tiền rồi. Em khỏe lắm, mà em khỏe nhiều lắm, em khỏe dữ dàng hơn là em lên thương đàn, khỏe dữ lắm luôn. Dạ. Thôi vậy cũng chúc mừng cho gia đình ha. Em cảm ơn anh Thảo nhiều lắm anh Thảo. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn em chị. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân với mấy cô mấy chú rất là nhiều luôn. Dạ. Dạ. Chúc mấy cô mấy chú dồi dào sức khỏe và phản có thể đạt nha mấy cô mấy chú. Rồi thôi em cũng chào anh bé hai ha. Anh bé hai giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn anh mấy cô mấy cậu mấy chú. Hồi nãy khi mà nhận được cái số tiền em thấy anh rớt nước mắt luôn. Em nhìn qua em thấy anh rớt nước mắt luôn á. Mừng lắm ha. Cha trên nợ mừng. Nhiều nợ quá không ở nhà được. Đi quán tối ngày. Anh muốn nghỉ chứ anh nghỉ được. Anh là anh mệt quá anh nghỉ anh nghỉ được. Anh ấy dằn nắng một đêm, anh ấy bắn một đêm nữa đó. Anh bắn một đêm bán gì trả nợ trong hùng cho nó hết. Anh ấy khi em bán em ngủ gục rồi nè, tóc ngang nó chà chà em có bầu ngủ chừng té chết luôn nha. Em ngủ trên cái xác đó luôn á. Em ngủ em vừa cái này nè. Tóc ngang cái anh ấy, em à. Ngủ quá mê, có bầu mà ngủ dữ lắm. Tóc ngang nó cái gì? Người ta mua số kìa. Khi em ngủ người ta giục thịt heo ta cho với em muốn hay nữa. Em quá buồn ngủ rồi. Rồi thì thôi cũng chúc mừng cho gia đình thì cũng có một số tiền của Mạnh Thường Quân. Dạ. Ủng hộ và giúp cho gia đình được đỡ một phần gánh nặng, đỡ phần nào ha. Dạ. Thảo cũng thay mặt cho gia đình cũng cảm ơn cô chú, anh chị và tất cả mọi người, các bạn đã ủng hộ giúp cho gia đình của chị Tuyền và anh Kiên và anh bé hai. Thì chúc cho bà con Mạnh Thường Quân thật dồi dào sức khỏe. Rồi, xin chào gia đình ha.